tâm trạng của mình. Tâm nó đến ra một con đi bảo bên chợ này. Em sẽ mở cửa ra cho mình. Here we go. Yeah. Ok. Sao đây là một cái xe tự độ các bạn này. Đây. Cùng xe màu vàng nha, chợ đất đá các bạn. Mình bấm ngay thì nó sẽ tăng lên nha đây. Đây, tăng lên tự độ hàng hóa xuống nha. Yeah. Ok. Đặt ở đây nha các bạn. Đây là một chiếc xe chở xăng dầu cho máy bay trực thăng các bạn. Wow, bạn đây là khủng bố nha đây. Đây là cái voi để bơm dầu xăng dầu nha. Đây là đây bốn các bạn. Tiếp theo đây là một chiếc xe cầu thang này. Để đưa hành khách lên máy bay nha. Cơ lên nha. Yeah. Đây là hiện đại nha các bạn. Đây là bự luôn. Ok. Và theo đây là một chiếc Vinh Mark nha. Đây Mark, Vinh Mark nha. Yeah. Vinh của lá Vinh. Ok. Tiếp theo là một chiếc xe taxi màu vàng này các bạn, New York City này. Đây là bảng giá vé này. Wow. Cửa này. Ok, bye bye các bạn nha.